Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa tổ chức lễ bế giảng lớp truyền dạy cồng chiêng tại nhà văn hóa cộng đồng Buôn Ca La, xã Đề Sáp, huyện Krông Anna. Lớp truyền dạy đánh cồng chiêng AD được khai giảng giữa tháng 6 năm 2022 do nghệ nhân tại địa phương trực tiếp hướng dẫn truyền dạy. Tại lễ bế giảng, các học viên đã biểu diễn các bài chiêng cơ bản như lễ cầu mưa, cúng lúa mới, cúng sức khỏe một cách thành thục. Lớp truyền dạy đánh cồng chiêng AD là hoạt động thiết thực nhằm giúp thế hệ trẻ kế thừa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đưa văn hóa cồng chiêng nói riêng và văn hóa Tây Nguyên nói chung ngày càng phát triển. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao tặng trang phục và trao giấy chứng nhận cho 15 học viên hoàn thành khóa học. Thời gian qua, các ngành chức năng và đơn vị cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã và đang nỗ lực khắc phục khó khăn để ổn định thị trường, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và tiêu dùng của người dân trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán sắp đến. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 477 cửa hàng xăng dầu và 22 đầu mối cung ứng xăng dầu. Để bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, Sở Công Thương đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành kế hoạch bình ổn thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu, trong đó có ngành hàng xăng dầu. Sở cũng thành lập tổ kiểm tra đột xuất tình hình kinh doanh xăng dầu để giám sát các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối cung ứng kịp thời cho các cửa hàng bán lẻ, chủ trì phối hợp với một số ngành liên quan, họp gần 70 doanh nghiệp đầu mối thương nhân phân phối trong và ngoài tỉnh, ký cam kết đáp ứng, đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Cục Quản lý Thị trường tỉnh cũng đã chỉ đạo các đội quản lý địa bàn ký cam kết với các cửa hàng bán lẻ và các đơn vị phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, bảo đảm nguồn cung thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tăng cường giám sát chặt chẽ tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng ngừng bán hàng không có lý do chính đáng, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản số 10579 về việc thực hiện quyết định số 1094 ngày 15 tháng 11 năm 2022 về việc sáp nhập trường cao đẳng công nghệ Tây Nguyên và trường cao đẳng kỹ thuật Đắk Lắk. Cụ thể, nội dung văn bản cho biết, thực hiện quyết định số 1094 ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập trường cao đẳng công nghệ Tây Nguyên vào trường cao đẳng kỹ thuật Đắk Lắk và đổi tên thành trường cao đẳng Đắk Lắk. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan, tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường cao đẳng Đắk Lắk đảm bảo quy trình, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời thẩm định tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt các văn bản của hiệu trưởng trường cao đẳng Đắk Lắk như thành lập hội đồng trường, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường cao đẳng Đắk Lắk, hướng dẫn trường cao đẳng Đắk Lắk sắp xếp tổ chức bộ máy, viên chức, người lao động và xây dựng đề án vị trí việc làm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành. Từ năm 2019 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Krông Búc đã vận động đóng góp quỹ vì người nghèo được gần 2,5 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Krông Búc đã hỗ trợ làm mới 11 ngôi nhà đại đoàn kết, hỗ trợ 34 con bò cho người nghèo, tặng quà người nghèo trong dịp lễ Tết, giúp đỡ học sinh là con hộ nghèo, cận nghèo. Với phương châm không để người nghèo bị bỏ lại phía sau, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Krông Búc tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động nhằm thu hút tổ chức cá nhân tham gia đóng góp, hỗ trợ người nghèo, đồng thời đa dạng hóa hình thức hỗ trợ người nghèo để họ có đòn bẩy, động lực vươn lên. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Đắk Lắk có nhiều điều kiện để phát triển chăn nuôi gia súc. Những năm qua, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng tập trung, quy mô, trang trại, gia trại. Trước đây, gia đình ông Nguyễn Văn Hòa ở thôn 6, xã Hòa Tân, huyện Krông Bông, chủ yếu trồng ngô, trồng sắn nhưng không hiệu quả. Nhận thấy diện tích đất của gia đình phù hợp cho việc trồng cỏ nuôi bò, ông Hòa đã xây dựng chuồng trại rộng 500m² để nuôi bò 3B theo hình thức bán chăn thả. Hiện gia đình ông luôn duy trì trong chuồng 50 bò sinh sản và bò thịt, như đó kinh tế trở nên khá giả. Bò mình nuôi phải trùng trộ trẻ phải khô rố, phóng mót, mót về mùa hè, phóng về mùa đông. Cho nên mình phải quan trọng là bò, chuồng bò mình phải cho nó phù hợp với lại ăn sống. Nhận thấy chăn nuôi bò theo hướng hàng hóa, an toàn dịch bệnh là xu hướng tất yếu, giúp cải thiện kinh tế gia đình, nên từ 5 con bò giống ban đầu, anh Y Bằng Nia E ở tổ dân phố 4, thị trấn Eka, huyện Eka đã xây dựng chuồng trại và nâng đàn bò lai lên 20 con.
Ngoài việc trồng cỏ nuôi bò, chủ động nguồn thức ăn, gia đình anh còn nuôi thêm chuồn quế, vừa xử lý được chất thải của bò, giảm thiểu sự ô nhiễm môi trường, vừa làm nguồn phân bón hữu cơ cho cây trồng. Quy trình khép kín của tôi thì cứ lấy cỏ rồi cho bò ăn, sau đó là dùng phân bò mình lại tiếp tục mình cho con trùng quế nó ăn. Nó xử lý ra được thành phân bón hữu cơ vi sinh. Từ cái phân bón hữu cơ vi sinh mình có một cái nguồn phân chất lượng để mình hạn chế được sử dụng cái phân bón hóa học và mình bổ sung lại được cái nguồn hữu cơ cho đất và cải tạo đất sau khi mà đã bị phân bón hóa học làm bị vôi hóa đất đi thì cái nguồn nguyên liệu nó rất là dễ kiếm, nó gần gũi bà con. Trong những năm qua, ngoài việc khuyến khích các gia đình có điều kiện, các tổ hợp tác xã phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng tập trung, quy mô trang trại, gia trại, bảo đảm an toàn dịch bệnh. Nhiều địa phương đã tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ trong việc chăm sóc đàn vật nuôi, trao tặng con giống, lai tạo đàn vật nuôi miễn phí cho các hộ nghèo, cận nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Nếu mà nuôi cái đàn dê này với 25 con mà đẻ này thì nó hiệu quả cao hơn. Mà nó hiệu quả cao nhưng mà sáng sớm là phải ra chuồng lùa dê ra cho ăn, là mình phải đi quái từng con một, có con nào đỡ ngớ để mình xử lý luôn đó. Cho con nuôi hàng thì rất hiệu quả, vì chưa ở đây họ nuôi nhiều lắm, ngày xưa một đàn này thôi nhưng mà bữa nay mình bán giống ra rồi mình họ ở đây họ nên về họ nuôi nhiều lắm. Đến nay, Đắk Lắk có hơn 29.000 con trâu, 245.000 con bò, hơn 113.000 con dê và hơn 867.000 con heo. Riêng đàn heo, Đắk Lắk đứng thứ 7 cả nước. Ngành chăn nuôi của tỉnh phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 310.000 con bò, đàn trâu khoảng 40.000 con, đàn heo khoảng 1 triệu con và hơn 115.000 con dê. Tỷ trọng ngành chăn nuôi trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của tỉnh đạt 23-24%, có 30% cơ sở chăn nuôi quy mô lớn trên địa bàn tỉnh được công nhận cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, 100% cơ sở chăn nuôi quy mô lớn được cấp giấy đủ điều kiện chăn nuôi. Thưa quý vị và các bạn, sử dụng điện là nhu cầu thiết yếu của người dân. Tuy nhiên, do hệ thống lưới điện tại thôn 8 xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông chưa được đầu tư, người dân phải tự mua dây rồi sử dụng các vật dụng từ có như tre, gỗ và bê tông để làm trụ kéo điện về phục vụ sinh hoạt. Hoạt động này không chỉ gây hao tổn điện năng mà còn tiềm ẩn nguy hiểm cho người sử dụng. Khu dân cư thôn 8 xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông hiện có 43 hộ sinh sống là những gia đình ở tỉnh Quảng Nam lên xây dựng kinh tế mới từ năm 1976. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa được đầu tư đường điện. Để có điện sinh hoạt, các hộ dân phải tự làm cột kéo điện về nhà. Tại đây vẫn còn 4 gia đình kinh tế khó khăn, không có tiền mua dây điện, phải tận dụng những dây điện loại bỏ để nối lại. Đường điện người dân tự kéo nên nhiều vị trí không bảo đảm an toàn. Một số cột điện làm bằng tre, đường dây đi thấp, đã có lần chập điện làm cháy đường dây. Đây là dân, đường đây là dân ở lâu rồi, chứ mà điện tới đây còn dân tự tốt kéo lại nó, đường nó, điện nó... Hồi xưa cái dây tổ á, bây giờ nó yếu điện quá, dân mưa ấy kéo ra đường dây này mà bây giờ nó kéo tồn bự quá nè. Giờ nó thấy đau hồn nó cũng khó. Rồi mai mốt này đụng cho chập điện luôn, rồi mấy đứa nhỏ rồi này, nó bô vô rồi đừng chập giật nguy hiểm á. Cho tính mạng của người dân xung quanh đây thôi. Bắt đầu là thắt đường dây tổ nhưng mà nó yếu điện quá, với là tăng khi tổ mà cứ ghi là chia điện đều, là dân nó bức xúc. Nói chung nhà thấp chiều thấp ít cứ chia điện đều ra luôn. Ở nhà không có thấp gì cũng chịu là mấy trăm nghìn tiền điện. Là dân bức xúc có đào bắt riêng ra. Bắt riêng mỗi người một đường dây. Mỗi đường dây nhà thì có tiền thì ráng kéo dây điện từ đây đến kia là tới mấy triệu bạc. Đó. Xong rồi nhiều nhà mẹ với con thì phải không có tiền phải bắt chung hai gia đình. Rồi cái giá điện đó là con đi nữa. Rồi cũng nhau cấp trên nữa có gì để giúp đỡ cho dân thôi. Ủy ban Nhân dân xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Búc đã nhiều lần có văn bản gửi các cơ quan chức năng xin được đầu tư đường điện cho người dân thôn 8 để giúp bà con có lưới điện sử dụng thông suốt an toàn, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.